Xem trực tiếp Viettel FC đá AFC Cup 2022 trên kênh Đọc. Các trận đấu của Viettel FC tại AFC Cup 2022 được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Vào lúc 17 giờ chiều nay, ngày 24 tháng 6, Viettel FC sẽ đá trận mở màn bảng Y AFC Cup 2022 trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh trước đối thủ là câu lạc bộ Young Elephants Lào. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bất chấp việc buổi tập cuối của Viettel FC tiếp tục bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên lần này đội đã thay đổi địa điểm tập luyện thay vì hủy lịch như một ngày trước đó. Trước trận gặp Young Elephants, ban huấn luyện Viettel FC chỉ cho toàn đội tập nhẹ và chủ yếu là các trò chơi vận động để các cầu thủ có được tâm lý thoải mái. Không ngoại trừ khả năng các trận đấu tại AFC Cup 2022 của Viettel FC diễn ra trong điều kiện trời mưa, nên thầy trò huấn luyện viên Bê Kỳ Quân đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho vấn đề này. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Hoàng Đức, Cát Ngọc, Đức Chiến, Ke Que, Bedo Bowler, Zeven, Viettel FC còn đem đến sân chơi AFC Cup 2022 những cầu thủ trẻ có màn thể hiện ấn tượng trong thời gian qua như Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Danh Trung, Thanh Bình và Xuân Kiên. Giải đấu này là dịp để Viettel FC chứng minh tham vọng tại sân chơi châu lục, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho V-League 2022 sẽ trở lại vào đầu tháng 7. Ngoài trận gặp Young Elephants, Viettel FC sẽ lần lượt gặp Phnom Penh Rao, Campuchia ngày 27 tháng 6 và Hau Kaen United, Singapore ngày 30 tháng 6. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.